Đấy, bác thì là được ok. Nhất trí. Người sẽ nghỉ. Con đi đi một giờ cũng được. Ôi trời thế, trời thế. Ông tiếp đâu. Tiếp ơi. Tiếp là chu trong xóm nhưng mà vẫn là. Đừng đợi, đừng đợi. Mà vua thôi. Mình nghỉ. Tiến là năm mới gặp bạn đến đạo để chúc phúc. Vâng, vâng, vâng. Và tất cả anh em. Với một điều kiện là làm sao duy trì. Thế ông, thế ông. Thế ông. Ý là nó rốt tràn trề quá. Chúng cháu những con này lại cổ vũ à? Vâng. Thôi cảm ơn ông nhá. Cổ vũ à? Có tham gia không? Không phải đâu tham gia không? Đẹp rồi. Không phải tham gia không? Chú Văn Hoàng. Rồi, rồi. Chú Văn Hoàng một khắc. Được. Nhưng mà mong cháu xin phép ông nhá. Cháu là trưởng ban, rất mong các ông, các bác, các em là cổ vũ để cho xóm mình ngày càng đoàn kết. Cháu có cái gì tham gia ủng hộ giúp đỡ để xóm mình ngày càng đoàn kết. Mình bắt tay ngay nhau cái. Vâng. Bắt tay tay ông chủ xóm nào, có xóm đấy à. Chào đội trưởng nhà. Cảm ơn ông Trung mong lên để chúc thằng này được.